Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Ok thì một cái mới này, chúc anh em này làm việc học tập thật là tràn đầy sức khỏe anh em nhé. Thì trong clip hôm nay thì mình sẽ đến cho anh em thêm hai cái mã code mới với gọi là con siêu xe này 14.000 cương và gọi là tất cả trang phục về sự kiện của Halloween nhá. Đấy, thì nói chung là code thì mình còn khá là nhiều nên là anh em cứ xin thoải mái đi nhá. Tại vì nói chung là code thì nó cũng rất là nhập thôi nên là anh em chú ý vào, không đến lúc mà anh em là bảo là đem code đến tôi lấy cái hạt cho anh em. Đấy, mình nói với anh em từ đầu nói bao nhiêu clip đúng không, mình nói với anh em rồi là code mình đi thu thập được hết hạn là sẽ hết lượt nhập luôn nhá. À quên, hết lượt nhập là sẽ hết hạn luôn nhá. Đấy nên là anh em chú ý vào, không đến lúc mà lại bảo là mình đưa code hết hạn cho anh em rồi đưa code tùm lum cho anh em đúng không. So, ok thì nói chung là anh em nào mà kiểu như trên kênh mình này chưa bao giờ nhận được quà từ mình thì nhớ là làm đủ các bước like, đăng ký kênh, comment cái đi game xuống dưới để mình có thể tặng quà cho em nhá. Đây mình đang có 43.000 cương này, quên 432.000 cương em ạ. Đấy thì khá là nhiều luôn, tiêu thì một mình cũng không tiêu hết được đúng không anh em. Tiêu một mình thì kiểu gì mà nó chả gọi là không hết này, vừa không hết này sau rồi cái này cũng không đổi ra tiền mặt được đúng không. Thì rồi các thứ nói chung là nhiều lắm, nhưng mà anh em cứ cố gắng xin giúp mình đi, không là mình để đây thì chỗ gọi là bởi tu giờ nhà phát hành nó ăn của mình thôi đúng không. Đấy thì một tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cách để anh em có thể gọi là lấy được nhiều kim cương thôi cho mình nhá. Đây thì nói chung là cái cách này mình đã từng chưa bao giờ giới thiệu cho anh em luôn. Đấy, chưa bao giờ giới thiệu cho anh em, giới thiệu một cái khác thôi chứ chưa bao giờ giới thiệu tới cái này cho anh em luôn. Nên là ok, ngày hôm nay mình sẽ gọi là sẽ giới thiệu cho anh em một cách để có thể lấy được nhiều kim cương giống như mình bây giờ nhá. Đây thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em nhá. Anh em đang có nhu cầu nạp đá quý vào game nhưng mà sợ chiết khấu nhiều bên, đừng lo, hãy liên ngay với shop gametoweather.com. Shop có các loại vòng quay cho anh em thầu lựa chọn nhé. Ở dưới đây thì mình thấy là hai vòng quay này, một vòng quay tiền sao, một vòng quay đá quý. Thì trước khi anh em muốn quá nhiều đá quý thì anh em hãy tạo một tài khoản nhé. Đây thì bên tạo tài khoản là bên chỗ phần bên góc trái trên anh em. Đây thì ở đây có thẻ Viettel này, Mobifone này, Vinaphone, Vietnam Mobile anh em ạ. Đấy thì đây có cái mệnh giá này, mệnh giá từ 10.000 đến 1 triệu anh em nhé. Đây từ khi anh em nạp từ 100.000 trở lên, 100.000 đến 1 triệu thì anh em sẽ nhận được đá quý theo mốc của anh em nhá. Đấy thì anh em sẽ nhập số mã thẻ này, seri này, xong rồi nhấn nhập thẻ, nạp thẻ của mình nhá. Đấy thì nói chung là trong tài khoản mình cũng còn khá là nhiều đá quý trong đây anh em ạ. Đây thì trong tài khoản của mình đá quý nó còn 553.000 đá quý cơ. Đấy, anh em nào mà kiểu như là muốn có nhiều đá quý như mình hãy vào với shopgametoweather.com nhá. Ở đây thì mình đã nạp sẵn vào 300.000 và mình sẽ tắt thử vòng quay cho anh em xem luôn nhá. Đây, ở đây mình sẽ tắt vòng quay đá quý cho anh em luôn. Chỉ với 35.000 mà anh em có thể là trúng tới hàng trăm nghìn đá quý các bạn. Đấy thì có một bạn, có hai một bạn ở bên đây anh em nhìn thấy chưa, một bạn bên đây trúng được khá nhiều đá quý hôm nay. Đấy thì ok thì bây giờ mình sẽ test nhân phẩm mình với vòng quay đầu tiên nhá. Đây mình sẽ nhấn luôn này, quay. Đấy anh em nào mà không có tiền nhấn vào chơi thử ở dưới được nhá. Đấy phần có chữ chơi thử ở dưới ấy. Đấy anh em thấy chưa, thì mình đã nói với anh em rồi là chỉ với 35.000 anh em có thể trúng hàng nghìn, hàng trăm nghìn đá quý. Đây thì ở đây mình với 35.000 mình đã trúng được 15.000 đá quý nhá. Đấy ok chưa, khá là ngon luôn anh em ạ. Đây thì mình sẽ rút ra, mình quay thêm giúp mình nhá, quay thêm này. Đây mình quay thêm xem là được bao nhiêu nữa nhá. Quay được 10.000 đá quý này anh em ạ. Đấy thì anh em thấy chưa, thế mà anh em đã bảo mình không giàu với lại đúng không. Đấy ok thì bây giờ mình sẽ vào trong phần chỗ thông tin này, mình sẽ rút đá quý của mình em nhá. Đây rút vật phẩm này, em nhấn vào rút vật phẩm giúp mình này. Đấy ở đây là của mình đang có 560.000 đá quý rồi. Đấy anh em rút bao nhiêu nghìn đá quý được, rút từ 1.000 đá quý đến 30.000 đá quý nhá. Ở đây chắc là mình sẽ rút 1.000 đá quý thôi. Anh em sẽ nhập cái ID trong game của anh em nhá. Đấy thì ở đây mình sẽ nhập cái ID trong game của mình luôn, ID trong game của mình là anh em nhá. Đây thì anh em sẽ nhấn dán cái ID vào, nếu là được dán đúng ID game của anh em nhá, không là anh em rút nhầm, không anh em lại bảo là kim cương không biết nick nhá. Đây mình sẽ thực hiện này. Đấy anh em sẽ đợi hệ thống loát này. Đấy anh em thấy chưa, bạn vừa rút 1.000 đá quý thành công này. Đấy ok chưa, đây ID game của anh em này, cho ID game của anh em trừ 1.000 đá quý trong hệ thống của anh em. Đấy anh em thấy chưa, thì đấy anh em sẽ đợi cho hệ thống nó duyệt xong nhá. Hoặc là anh em nào mà kiểu như là mới vào shop, anh em nhấn vào con vịt này, anh em sẽ nhận được đá quý luôn nhá. Đây ok chưa. Còn bây giờ thì mình sẽ quay lại clip và mình sẽ hướng dẫn tiếp cho anh em nhé. Đấy anh em thấy chưa, thì mình đã nói với anh em rồi là cái nào nó uy tín thì mình mới giới thiệu cho anh em đúng không. Còn nào không uy tín này dẹp luôn, dẹp nhanh còn kịp anh em ạ. Cứ gọi là không uy tín là không giới thiệu đến cho anh em, sợ anh em mất tiền của anh em đúng không. Tiền của anh em một gọi là 10.000 của là tiền,
20.000 là tiền đúng không? Đấy, ok thì cái shop này mình thấy là cực kỳ tín luôn nhá. Chỉ với 35k một vòng quay thôi mà có là rất gọi là rất là nhiều đá quý luôn anh em ạ. Anh em thấy mình trúng 15.000 này, rồi 10.000 đá quý này đấy. Anh em lại bảo tại sao mình không giàu đây anh em. Ok thì ai muốn nếu mà ai đang có ý định đặt quyền cơ vào game ấy thì anh em hãy gọi là đến với shop nhá. Shop này gọi là chuyên có vòng quay tiền sao này, vòng quay đá quý nhá. Đấy, thoải mái vào mà lựa chọn thôi. Ok thì chắc là clip mình tạm dừng đấy thôi. Code mình sẽ để ngẫu nhiên trên màn hình cho anh em nhá. Đấy. Còn bây giờ thì bye bye anh em, bye bye.